Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Vân Trang mỗi ngày chỉ ăn một bữa, tập trung tự làm sinh nhật cho con gái. Không chỉ là một nữ diễn viên có tâm, có tầm, Vân Trang còn được biết đến là một trong những bà mẹ thương con và cực kỳ khéo léo của showbiz Việt. Mới đây, cô nàng đã đăng tải những hình ảnh mình tự tay chuẩn bị, set up phong nền trang trí, chụp ảnh theo chủ đề cho bữa tiệc sinh nhật của con gái cưng. Lấy câu chuyện về cô búp bê lô đáng yêu, đồ diễn viên dù cực kỳ bận rộn đã tự tay mình trang trí tô vẽ tạo nên không gian tiệc sinh nhật tuổi lên 6 của bé Winnie. Cực kỳ bận rộn với lịch quay hình suốt từ đêm đến sáng, chỉ có vọn vẹn 2 ngày để làm tất cả trước sinh nhật con gái. Thế nên Vân Trang cho hay mình đã tập trung làm đến mức suốt 2 ngày chỉ ăn hai bữa vào lúc 19h30 nhưng không thấy đói. Cô chị lo rằng nếu mình không làm kịp bé Winnie sẽ rất buồn. Giờ nằm đây, người tê tê từ chân lên đầu mới ngẫm lại. Cả tuần vừa rồi, ngày nào cũng quay suốt đêm đến sáng. Chỉ rảnh được đúng hai ngày trước sinh nhật con nên thấy là lao vào công cuộc, đi co. Hai ngày rồi mẹ thức dậy là làm mà không thèm ăn gì. Ngày nào cũng đúng một buổi ăn duy nhất là 19h30 mà ngộ là không thấy đói luôn. Chỉ lo là làm không kịp cho nì, nì sẽ buồn lắm. Vân Trang cùng con gái chụp ảnh trong ngày vui ý nghĩa. Cô không chỉ chuẩn bị xét thiết kế mà còn lo luôn quà cho các khách mời. Không gian tiệc lộng lẫy chỉnh chu từ khu chụp ảnh đến bàn ăn, sàn nhà. Cô tự tay sơn phết từng chút. Nữ diễn viên dành rất nhiều thời giờ để thiết kế và thực hiện. Nữ diễn viên cũng đồng thời chia sẻ mình đã phải lên kế hoạch từ 3 tháng trước đó mua tất cả mọi thứ mà bản thân nghĩ là hợp để tạo nên concept trang trí búp bê clo này. Thậm chí còn phải vào các cửa hàng đồ chơi để xin hộp bìa cứng, các hình nhân vật ra mà dán lên cho đẹp trước đó vài tháng mẹ đã bất động ngồi suy nghĩ tìm tư liệu rồi mẹ chạy lùng sụt khắp nơi gặp bất cứ thứ gì cho cái phong nền mẹ đều ghi chú lại để so sánh rồi sắm trước cái tật của mẹ là cứ sắm dư đồ thế nào phút cuối mẹ cũng cần sai đỉnh điểm chai mặt là vào shop bán của người ta thấy mấy cái thùng lâu bán sắp hết mẹ xin cái thùng mang về để cắt mấy cái ảnh búp bê in trên hộp ra dùng cho đẹp Cô khoe bàn tay lắm lem trên trang cá nhân, chiếc bánh kem cũng theo đúng chủ đề. Về quê thấy cái thùng tủ lạnh vừa mua, cái thùng mướt quá nên nảy sinh ý định làm một cái hộp búp bê clo làm chủ đạo. Thế là nặng nặc nhờ ông ngoại chở xe bán tải lên cho bằng được, rồi ngồi cắt tô đến hết cả một ngày trời. Thương hai em, nà và ta, mẹ chạy suốt cả tuần rồi, không được chơi với mẹ nhiều luôn gia đình Huỳnh Đông Ái Châu cũng đến chung vui với bé. Mọi người đã có khoảng thời gian thật vui vẻ cùng nhau, khung ảnh hạnh phúc của cả hai gia đình. Chắc rằng đây sẽ là bữa tiệc sinh nhật mà bé Winnie không bao giờ quên. Tuy vất vả nhưng có thể nói, chỉ cần nhìn thấy niềm vui, nụ cười của bé Winnie là đã đủ khiến Vân Trang tan biến hết mọi mệt mỏi. Nhờ sự chăm chúc của Văn Trang, tiệc sinh nhật của ái nữ vô cùng lung linh, y như không gian một câu chuyện cổ tích đời thật. Các khách mời của buổi tiệc đều là hội bạn thân của nữ diễn viên. Họ đưa những thiên thần nhỏ của mình đến dự và quậy hết nấc với công chúa nhà Văn Trang. Bạn nghĩ thế nào về buổi tiệc sinh nhật này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé! bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo